Nguyên xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà đến với kênh của Nguyên Cuộc Sống Malaysia. Bữa nay Nguyên nấu món món tử heo hầm tiêu nè cả nhà. Nguyên sắc gừng, sắc gừng để chuẩn bị nấu. Sắc phanh phanh gì nè, lát lát, sắc sợi cũng được, nhưng mà sắc phanh cũng được, tùy theo. Nguyên có mua cái bao tử nè. Bao tử này thì Nguyên bao tử heo Nguyên rửa sạch hết rồi. Bây giờ Nguyên chỉ rã đông ra. Rã đông cái rửa sơ. Rã đông cái rửa sơ. Nguyên mua hai cái bao tử đó nha, hai cái bao tử heo á. Nguyên làm sạch hết cái này, Nguyên làm ở cái eo á, cái Nguyên đem về đây. Ở đây Nguyên có mua bào ngư nữa nè. Mua hai hộp bào ngư rồi cả nhà. Một hộp chắc cũng cỡ 6-7 con gì đó. Rẻ lắm cả nhà ơi, một hộp chỉ có 18 đồng 8 à. Bào ngư trong đá 18 đồng 8 là khoảng 95 ngàn tiền Việt. Một hộp 95 ngàn rẻ ha. Gỡ mấy cái cùi ra, lấy cái cùi thôi. Này Nguyên không có bàn chải, cho Nguyên nghĩ ngồi Nguyên chà vô cái rổ cho nó sạch. Không có cái bàn chải để rửa cả nhà. Đây Nguyên sẽ để muối vô, Nguyên bóp, Nguyên chà cho nó sạch cái đen đen nè cả nhà. Ở đây Nguyên có mua sườn để vô nấu cháo, ý lộn, nấu bao tử hầm tiêu quá cả nhà. Tại chồng muốn nói bao tử không thì ăn không đủ, để thịt heo vô thêm. Cục này nạc mà muốn thấy nạc, để lại để cục này lại ngày mai cho A Chiên ăn. Thịt heo này Nguyên sẽ để vô bếp Nguyên trụng cả nhà, rửa cho sạch. Để muối vô chà cái nó lột da luôn nè cả nhà. Nó da mấy cái đen đen. Nguyên cắt cái bao tử này ra cả nhà. Phân chai Canada này phải vậy chị. Tưởng xe hồn bánh xưa hùng qua tôi buộc. Vì bảy Nguyên rửa rau. Tôi tưởng nó Nguyên xào á, cho nên vì bảy Nguyên để đây. Nguyên nói, ngon mình ăn lẩu quá gì. Cắt miếng miếng này nè. Này nấu lâu lắm cả nhà, rửa cực lắm, bao tử rửa cực, về bóp muối rồi nấu gừng, nước gừng để gừng vô rửa, xong rồi cái để rượu vô chà cực lắm, không nó hôi, ăn nó hôi. Đây mình sẽ để vô miếng dầu nha cả nhà. Gừng, để gừng vô.
cái sạn á, để xào nè, nó còn hồi nãy Nguyên rửa nó còn ướt, Nguyên không dám xài, sợ nó văng dầu, cho nên Nguyên không có để cái sạn nó vô. Tiêu ở đây Nguyên có tiêu sọ Nguyên xay sẵn nè, Nguyên để vô luôn nha. Bao tử để vô, để vô mình xào cho nó thơm cả nhà ơi. Nguyên xào cái này á cho nó săn lên, nó thơm lên cả nhà. Vậy là đã được nha. Nguyên sẽ để vô cái nồi này, cái nồi nồi sườn nè. Mình để vô. Cái bào ngư này Nguyên để vô luôn nha cả nhà ạ. Ơi, quên nữa nè, không xém nó quên rồi đó, hại hộp nấm. Nguyên phải bỏ nấm này vô. Hộp mà có nhiêu đây nè cả nhà. Nấm này ba chồng Nguyên khoái ăn lắm á. Món bao tử hầm tiêu này là ba chồng Nguyên khoái ăn lắm, Nguyên mới nấu đó. Chứ Nguyên ít khi nào về nấu, hình như là Nguyên chưa nấu qua món bao tử hầm tiêu này cho ba chồng Nguyên ăn. Này mình ra. Cái nấm này mình để đây nha. Sữa còn nóng, hầm nóng là cho chiên uống. Có gì rồi vậy đó hả? Rồi uống sữa. Uống sữa con. Phi rơ mà hồi nãy nó cơ phun sang. Anh thì cho sẽ cho bên bị cho lẻn hả anh? Khởi gì á, xèo ý, khởi gì. Xong rồi cả nhà. Nó nãy Nguyên nấu nó rút nước không, cái Nguyên để nước vô thêm. Giờ Nguyên sẽ nêm nước tương vô nha. Đợi ở nhà ai cũng để cái nồi này mà đói nhăn răng. Nước tương như là để thêm miếng muối, vậy là xong rồi đó. Cho nó sôi lên. Cái hình đi hai cuộn xem, bộ vẫn nã xin ha bên khoai đèn. Thái quần à. Chứ cứ hồi hình man chăng do Mỹ vô ghét nè đúng không? Như chồng Nguyên để nó sôi thiệt sôi hả nhắc xuống. Như gà nó muốn hết gà sao để lâu quá trời lâu. Chồng Nguyên đem cái nồi đó ra đây ăn được rồi. Dì Út ẩm mà chiên. Chui điện thì chưa có ghi mà chồng Nguyên á, ông kêu nhắn lúc này nè, xem nhắn không có lên. Nguyên giờ đâu mới thấy là chui điện chưa ghi mà ông kêu Nguyên nhắn, kêu nó cháy, cháy kiểu gì mà cháy không biết. Bữa nay Nguyên nấu hơi trễ nè, cho nên á bà chồng Nguyên cũng ăn rồi, ăn cơm. Với lại dì chồng Nguyên cũng ăn rồi nữa, có mình dì Út với hai chồng Nguyên chưa ăn thôi à. Ăn luôn chứ sao giờ, nấu trễ mà nấu bào ngư nó chưa được mềm cho lắm nữa. Bao tử thì cũng mềm á, nhưng mà nó chưa có gục theo kiểu như ăn ở bên đây á. Nguyên thì Nguyên vừa ăn rồi đó. Chồng Nguyên kêu ba chồng Nguyên thức dậy ăn, tại ba chồng Nguyên cũng thích ăn cái món này lắm. Ba chồng nó cái Nguyên chồng Nguyên mới kêu Nguyên múc tô ra cho ba chồng Nguyên ăn, tại ba chồng Nguyên phải ăn món này lắm cho nên Nguyên mới nấu cả nhà. Chứ nấu món này cực quá à, nội rửa cái bao tử với lại chuẩn bị đồ thôi cũng lâu nữa.
Cái này là Nguyên chuẩn bị lúc 5 giờ tới giờ đó, mà giờ đó, hả cũng 8 giờ mấy rồi đó, cả nhà mới ăn đó. Tại vì hầm cái này nó lâu chứ không phải gì, ít nhất cũng cỡ 2 tiếng đồng hồ đó, mà anh này Nguyên hầm có 1 tiếng cử à, cho nên nó chưa có cục lắm. Mấy bữa nay bên Malaysia cả nhà Tết của người Mã, Tết của người Đạo Hồi á, cho nên đóng bắn pháo bông dữ lắm luôn. A chi ngủ hồi, A chi giật mình thức dậy, ngủ hồi là giật mình thức dậy, cho nên ẩm A chi da luôn. Chứ ngủ chổng hồi bắn pháo bông á, đùng đùng cái A chi thức dậy à. Xanh dĩ chi dĩ rồi xưa treo xanh dĩ chi dĩ đốt pháo bông ngủ không được nè, cho nên A Chiên ra đây ngồi luôn nè ông bà cô chú. Mà A Chiên ăn đâu được đâu, ngồi coi không à. Bữa nay ai vô ăn ngồi ăn cũng mặc buồn hiu hết trơn, tại đói bụng quá không có nói nên lời luôn. Cả nhà, cả nhà nhìn chồng Nguyên rồi, mặt chồng Nguyên nhìn mắc cười cái sợ. Cô thấu thì tức là ôi thấm nó nữa, nước cái gì chết cô thấu đó mấy thôi chết không tao cậu đó. Tha mình xe lèo đó, tha mình xe lèo đó. Ủa, vậy hình ta ha. Chết không tao cậu à? Ừ. Đứng đây mày rồi, cái drone. Chạy nó cơ. Chạy cô Trinh à? Chạy cô Trinh à? Ừ. Chạy chết sợ vậy rồi. Ngon. Ăn không coi? Ăn rồi mẹ cho con ngủ nghe không? À, giờ cái thứ mai đó ha. Ba chồng Nguyên ăn tô này là tô thứ hai đó cả nhà. Tại vì cái món canh bao tử hầm tiêu này là cái món ruột của ba chồng Nguyên đó. Chú mọ, chồng à? Ê, anh thay sữa ấn nè cơ. Cái canh này ấn. Ồ, ấn thì xe thì tập cô lê xuống lại. Nhìn ấn ấn cái bằng này nè, ấn một cái nó nhắn ra nó bật ra ha, là bật ngửa đó con. Rồi à, ở sau hè nhà Nguyên đốt pháo bông quá trời luôn, chạy ra quay ai dẹo quên bấm quay. Ê, gì vậy? Gì chi? Thằng mẹ cho con ngủ nè. Ồ ồ. Sức trẻ nè, sức chiếu trẻ nè. Sức trẻ nè. 9 giờ rồi. 9 giờ rồi. 9 giờ tối rồi. Tại này nấu lâu quá, cái hầm lâu quá. Xong hết rồi cả nhà. Cái con gà con trọng gấp ra hết. Cái còn một ít đó để mai hâm lại ăn. Dì ba với dì bảy đợi lâu quá, dì ba dì bảy ăn ăn trước luôn rồi. Hai người đó no rồi. Này còn dì ba với dì bảy chưa ăn. A Chiên nữa nè, A Chiên cũng không ăn nè, nhìn kìa. A trời ơi, mặt mày như con mèo không đi ơi. Mặt mày như con mèo luôn không đi ơi. Chiên, Chiên, mày như con mèo luôn á ông địa ơi, nhìn nè.
Ngáp anh đã tao nghiệp rồi, y sư có hai chị ba. Ngủ trễ, giờ đây ngủ trễ. Nè. Lẹ này, cho chị ngủ. Nói không, lẹ ghê vậy trời. Bà bá xí xí xù. Ba đi rửa tay hay không? Ba đi rửa tay. Rửa tay bà. Ây dù, rửa tay bà cho ngủ nha hả? Chim bồn hiu đau mẹ trời ơi trời ui thun mày hả nè nè khanh này mới thun à mày nhéo con thử con biết đau không nhéo đau lắm luôn đau mẹ thun thôi phải rồi. À, thôi video của Nguyên đến đây kết thúc cả nhà. Mình cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ video của gia đình Nguyên nha. Mến chúc cả nhà một tuần mới thật là an lành và đạt chuyên. Bye bye. Bye bye. Đó mỗi lần bye bye là vậy. Bye bye.